Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, bể trên ban phúc, đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão sinh 1975. Nhờ ăn ở hiền lương mà được trời thương Phật độ, may mắn ngập tràn, tiền vàng ngập lối, vào nước đố đổ dách. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Những người tuổi Ất Mão rất thông minh và tháo giác, để lại cho mọi người một ấn tượng sống động và vui vẻ. Họ thường rất dịu dàng, kiên nhẫn và lịch sự, vì vậy họ rất dễ hòa đồng với người khác. Họ cũng rất tỉnh táo, tốt bụng và có trách nhiệm. Tuy nhiên, họ không có khả năng công khai bày tỏ ý kiến của mình, vì vậy rất khó để mọi người hiểu được suy nghĩ thực sự của họ. Người tuổi Ất Mão có thái độ sống ôn hòa, điềm đạm, ít khi mâu thuẫn với người khác. Bên cạnh đó, họ được mọi người quý mến bởi sự trung thực hiếm thấy. Người tuổi này không bao giờ có ý định dùng thủ đoạn hèn kém để tranh đoạt lợi ích. Đa số người tuổi Ất Mão có tinh thần hiếu học, có niềm đam mê sâu sắc với kiến thức. Họ là những người có tầm hiểu biết sâu rộng khiến người khác phải nể phục. Những người tuổi này sống nội tâm, thích hoài niệm quá khứ. Họ không thường xuyên chia sẻ tâm tư của mình với bạn bè và người thân. Họ dễ mũi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người khác nên sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ mà không hề toan tính. Người tuổi Ất Mão mệnh thủy nên ý chí có phần ủy mị, yếu ớt. Họ dễ hài lòng với những thứ mình đang có nên không có ý chí vươn lên để đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Để gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc, họ cần phải biết tự tạo động lực phấn đấu cho bản thân. Tài sản nghề nghiệp tổng thể thực sự không tốt lắm. Khi cạnh tranh tại nơi làm việc rất khốc liệt, đồng thời bản thân họ quá cực đoan, họ có thể cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy nhiên, miễn là họ giữ được hòa bình trong công việc và luôn kiên nhẫn thì có thể đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi Ất Mão có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ không biết làm thế nào để tiết kiệm tiền. Có ý kiến cho rằng, những người tuổi Ất Mão có thể thực hiện quản lý tài chính tốt, không lãng phí tiền và tránh xảy ra những việc không cần thiết. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và tháng sinh thì ngày sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bởi dựa vào ngày sinh, chúng ta có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một số tính cách của một người. Những người tuổi Ất Mão sinh ra trong khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy người tuổi Ất Mão sinh vào ngày nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 1 là người thông minh, hiếu động, tính cách trung hậu, chính trực, trọng nghĩa khinh tài, thích giúp người khác. Người này tấm lòng lương thiện, tích nhiều phúc đức, lại có tài cán, làm việc chăm chỉ nên cuộc đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Ất Mão sinh mùng 2 có tính cách trung hậu, thật thà. Tuy tuổi trẻ không tốt, thường xuyên gặp trắc trở, nhưng trung vận chuyển đổi càng ngày càng thuận lợi hơn, tới tuổi già phúc hậu viên mãn. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 3 tuổi thơ có tai ương, thanh niên vận mỏng không dựa vào cha mẹ, người thân, tự mình lập nghiệp, tay trắng làm nên, bôn ba vất vả, kết hôn sớm gặp hình khắc, kết hôn muộn là đại cát. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 4 số mệnh tốt đẹp, gia nghiệp thành công nhưng phải bôn ba nay đây mai đó, cách xa quê hương dựng nghiệp thì sẽ phát triển rực rỡ. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 5 có tâm tính từ bi, lương thiện, sức khỏe tốt, thân thể cường tráng, đối nhân xử thế hài hòa,
mệnh khổ trước sướng sau. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 6. Tâm tính trung hậu, hiền lành, nhân đức, xử sự công chính, nhân duyên tốt đẹp, nữ đều là mệnh có gia trạch hạnh phúc. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 7. Thông minh, lanh lợi, làm việc chuyên tâm, chăm chỉ, có đầu có cuối, kiên trì nhẫn nại, giao lưu bạn bè tốt nên thường được giúp đỡ, cả đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 8. Trước khổ sau sướng, tuy tuổi trẻ không tốt, khó khăn về tài chính nhưng trung vận thay đổi, tuổi già khai vận càng ngày càng thuận lợi. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 9. Một đời trung hậu, không làm việc khuất tất, tuổi trẻ bình thường, trung vận có phúc số, mệnh khổ trước sướng sau nên kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Người tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 10. Có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn, cả tình lẫn tiền đều như ý. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 11. Tiền vận không thuận, mọi việc đều gặp khó khăn, trục trặc, khiến bản thân phải bôn ba, mệt nhọc, lo toan, tính toán, lại không dựa được vào người thân, bạn bè, nên rời xa gia đình để làm ăn thì mới có tài lộc. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 12. Có số lợi quan lợi quý, được cả danh và lợi, không những chức vụ cao mà còn giàu sang, sung túc, cần lưu ý họa tiểu sắc, nhất là nam giới, có thể khiến cho thân bại danh liệt. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 13. Có trí tuệ xuất chúng, mưu lược cao thâm, tính toán cao xa nhưng tính tình thiếu nhẫn nại, không có sự cầu tiến, lười học hỏi nên không thể thành đại sự, chỉ bình thường, dễ thất bại. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 14. Không những thông minh, lanh lợi mà còn có tính nhẫn nại, tuy gặp nhiều chướng ngại, có nhiều thử thách nhưng cũng đều tự vượt qua, cuối cùng gian nan mà thành công, đạt được nguyện vọng. Người tuổi Ất Mão sinh ngày rằm. Tuổi trẻ không tốt, không có gia đình làm chỗ dựa, cha mẹ, anh em không giúp đỡ nên rất gian khổ, tổ nghiệp nông cạn, tay trắng tự lập, các hung họa phúc đang xen. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 16. Có đường hôn nhân thuận lợi, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái, người này tính cách háo thắng, thích gây chiến nên ảnh hưởng tới tiền đồ, tương lai không thuận. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 17. Tính cách trung hậu, hiền lành, nam thanh nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh và lợi, gia trạch hài hòa, hạnh phúc. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 18 âm lịch. Một trong những ngày sinh đẹp, con người có nhân phẩm, đạo đức tốt, cao thượng, được người khác kính trọng, trung niên vận quý hưởng phúc, an nhàn tuổi già. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 19. Không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, tự mình cố gắng, trước khổ sau sướng, tuổi trẻ bôn ba nhưng tuổi già giàu có, cứ cố gắng sẽ được đền đáp tương xứng, không bị phủ công. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 20. Có ý chí kiên cường, mạnh mẽ, cư xử quyết đoán, chấp thời cơ rất tốt, tiền vận bình thường, bắt đầu từ trung vận sẽ giàu có lên rất nhanh. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 21. Không có căn cơ tổ nghiệp, khinh bạn lại vô duyên với gia đình, cha mẹ anh em lạnh nhạt, người thân không đoàn kết, rời nhà đi xa lập nghiệp, tự mình cố gắng. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 22. Có nhân duyên rất tốt, nam mệnh cưới vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ thì càng ngày càng tốt đẹp. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 23. Trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, thấu tình đạt lý, tính cách thoải mái, phóng khoáng, nhân duyên tốt, dễ gặp được bạn đời hợp ý, hiền lành, cuộc đời hanh thông, không có chướng ngại đáng kể. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 24. Từ nhỏ đã khổ sở, tài lộc kém cỏi, phải đi tới nơi khác phát triển, số mệnh trước khổ sướng sau, càng nhiều tuổi càng bình an hơn. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 25. Tiền vận tốt, không lo cái ăn cái mặc, được chiều chuộng, sung sướng, trung niên bình thường, hậu vận chuyển số, có điểm tốt lành hơn, số mệnh tự cường làm chủ cuộc đời. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 26. Có năng lực xuất chúng, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi về tính toán và chuẩn bị một đời quang vinh hiển đạt nhiều thành tựu, tuổi già ổn, hưởng thọ lâu dài. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 27. Thông minh, hiếu học,
có trí lực, một đời vinh hiển, làm dạng danh tổ tiên, đường tình duyên hoàn hảo, vợ chồng thuận lợi, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 28, có đường hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, có số xuất ngoại đi xa sẽ phát triển, nhưng phải chạy đông chạy tây, di chuyển nhiều, trung vận công thành danh toại. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 29, nam mệnh khôi ngô tuấn tú, đường quan lộc rộng mở, đạt thành sự nghiệp. Nữ mệnh thông minh, thiện lương, giỏi giang, đảm đang việc nhà, là người vợ hiền. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 30, tự lập làm việc, mưu tính phát triển, sau trung niên sẽ thành công, gia nghiệp thịnh vượng. Tuy tài lộc không phải xuất sắc nhưng cũng dư giả, tuổi già phồn hoa, số mạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này là một tháng dưỡng vận khí, mọi việc trôi chảy với tuổi Ất Mão, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để bạn mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Lại thêm được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá dưỡng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch này khá tươi sáng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán thì sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này trong tháng 9 âm lịch, nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, tình cảm của các cặp vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe của bản mệnh cũng không phải là vấn đề cần phải lo lắng trong tháng 9 âm lịch này, khi tuổi Ất Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, bạn cũng chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Ất Mão khá tươi sáng, nên phương diện công danh sự nghiệp cũng khởi sắc trông thấy. Đây là tháng bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh, nên công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân dượng vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho con giáp này nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất nhờ có sự đồng hành của quý nhân, giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bạn cũng chủ động xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ủng hộ, mang tới những sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Do đó, tháng này rất thích hợp để tuổi Ất Mão mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao. Các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và tốt đẹp, môi trường làm việc lành mạnh cũng giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người nhưng bản mệnh cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người biết ta, khiêm tốn và tôn trọng người khác thì bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung, ngay từ đầu tháng, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió, tới giữa tháng lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công. Bước đầu dù khối lượng việc trong tháng không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, con giáp này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên trong tập thể, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, nhờ có chính tài che chở nên tài lộc của tuổi Ất Mão đang dưỡng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều, điều kiện tài chính cho phép nên bạn muốn làm gì cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt, nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp dược chỉ tiêu hậu hĩnh. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, bạn không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tháng 9 âm lịch này, nhờ có tử vi các tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của tuổi Ất Mão lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhạy, bạn luôn đáp ứng được. Vì thế, bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Dù vậy, bản mệnh cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, nhị hợp cục giúp nhân duyên của tuổi Ất Mão hanh thông phơi phới, vận đào hoa đương độ nở rộ. Người độc thân nếu nhân đà này chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý theo đó sẽ nhiều hơn. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình, và quan trọng là bạn chịu mở lòng mình hơn, thì mới có thể thúc đẩy nhân duyên, sẽ không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một mình hiện tại. Tuy nhiên, người độc thân cũng không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm, sống chậm một chút để mọi thứ diễn ra theo đúng tuần tự, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo sau này lại hối không kịp. Bạn cũng cần có sự rõ ràng và dứt khoát, đặc biệt là phân biệt rõ giữa mối quan hệ công và tư, tránh để tình cảm riêng ảnh hưởng tới phán đoán và quyết định của bản thân. Môi trường công việc có thể mang tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ rộng mở, cũng được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng, song cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ. Nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Với các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai người ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, mọi việc xuôi chèo mát mái, giúp tinh thần của tuổi Ất Mão khá tươi vui, phấn chấn, giúp sức khỏe thể chất của bạn cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Nhìn chung, sức khỏe không phải là vấn đề bản mệnh cần phải lo lắng trong tháng này. Khi bạn cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc, đôi lúc vì áp lực cuộc sống khiến con giáp này khó tránh sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng, khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, bạn lại tận hưởng những phút giây bình yên, thư thái. Dù vậy, tuổi Ất Mão cũng chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Bạn cần thường xuyên quan tâm. Cho dù hiện tại có cảm thấy khỏe mạnh, vì không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Mão sinh 1975. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh giải quyết được kha khá khó khăn, phá vỡ thế bế tắc trước đó và nhận về thành quả ngọt ngào. Bạn đang chứng minh cho người khác thấy bạn là người nói được làm được, sẵn sàng đương đầu với gian nan và thử thách để gặt hái càng nhiều quả ngọt. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh may mắn ngập tràn, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, công việc đạt được bước tiến mới. Bạn nên tranh thủ ngày này để cố gắng giải quyết từng vấn đề khó khăn một, đừng quên sắp xếp mức độ ưu tiên của từng kế hoạch để không bỏ lỡ bất cứ hạng mục nào. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, việc kiếm tiền làm giàu không tốn công sức, chỉ cần nền tảng trước đó vững vàng thì hiện tại cứ thế mà làm,
mọi việc thuận lợi một cách bất ngờ, lợi nhuận vô cùng khả quan. Ngày 13 tháng 9 âm lịch, ngày này công việc đạt hiệu quả khá cao, xây dựng được tính ăn ý cao độ trong quá trình làm việc nhóm. Hầu hết những việc đã định đều có thể xúc tiến và hoàn thành một cách suôn sẻ. Khi đã thành công cũng đừng quên cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn nhiệt tình trước đó nhé. Ngày 16 tháng 9 âm lịch, đây sẽ là một ngày thuận lợi trong việc tăng cường giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm những cơ hội làm ăn và công việc đúng lĩnh vực, thế mạnh, tài chính thu về chút lợi lộc, các khoản tích lũy hàng ngày tăng lên, việc làm ăn cũng có khởi sắc, bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính để tiền hiệu quả. Ngày 19 tháng 9 âm lịch, ngày này, tài lộc có nhiều điểm sáng cả về chính tài và thứ tài, nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng sau bao tháng ngày chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, thì cuối cùng bạn cũng thu về thành quả xứng đáng, hãy tiếp tục duy trì phong độ hiện tại nhé. Ngày 21 tháng 9 âm lịch, đây là một ngày thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính, có cơ hội phát tài nếu biết tranh thủ kịp thời lợi thế mình đang có. Ngày này mạo hiểm một chút có thể đem tới cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể. Ngày 23 tháng 9 âm lịch, ngày này, bản mệnh gặp nhiều suôn sẻ trong công việc, tâm trạng thoải mái, làm việc hăng hái nên hiệu suất được nâng cao, bạn có thể được thưởng nóng với biểu hiện xuất sắc của mình trong hôm nay. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tuần này, tam hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Ất Mão diễn ra tốt đẹp. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu. Các tin này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh thêm phần suôn sẻ, bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng. Có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh, đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc sẽ làm giảm niềm vui trong tuần của con giáp này đi đôi chút, khi tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt. Có lẽ do cả bạn và nửa kia đều thiếu thời gian quan tâm và hỏi han nhau, nên mối quan hệ có phần xa cách. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tuần này, cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Ất Mão về những xui rủi mà bản mệnh có thể phải đối mặt. Công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm, tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Tuần này nếu có thị phi ập đến, tốt nhất con giáp này nên im lặng cho qua chuyện và tập trung làm đúng bổn phận của mình là được. Nếu cứ cố đối chọi lại những lời gièm pha đó, bạn sẽ càng thiệt thân. Thời gian sẽ chứng minh con người bạn, không giải thích quá nhiều gì chỉ tốn công vô ích. Trong tuần thổ khí dượng gây ức chế tâm lý, khiến cho tinh thần tuổi Ất Mão bị dồn nén, dễ khắc khẩu với nửa kia. Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn không vừa ý và hơn thua với người ấy cho bằng được. Hãy thử nghĩ xem dù có cãi thắng thì cuối cùng lòng bạn cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tuần này, nhờ có tam hội che chở nên người tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh, qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người. Trong tuần, bản mệnh còn may mắn được cả thiên tài nhập cục, bản mệnh có thể kiếm được bộn tiền trong tuần này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản, nhân lúc làm ăn thuận lợi. Bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua, những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Trong tuần này có chính quan đồng hành, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Ất Mão, đường công danh,
sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm. Trong tuần vận khí hài hòa nên con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Bạn nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn. Tuy nhiên trong tuần này thổ khí đương dượng cũng nhắc nhở tuổi Ất Mão nên chú ý đến sức khỏe của mình. Công việc bận rộn đến đâu bạn cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ để tránh đổ bệnh. Tiếp theo là cẩm nang dượng dận cho tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 9 âm lịch là một tháng dượng dận khí, mọi việc trôi chảy, vận trình tài lộc tươi sáng, có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu xanh dương. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Mão sinh 1975 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Mão với tuổi Tý. Trong kinh doanh thì tuổi Ất Mão và tuổi Tý sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Ất Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Tý. Hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Ất Mão, nên tuổi Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều, tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Ất Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Ất Mão với tuổi Sửu. Tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Ất Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Ất Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Ất Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Ất Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh, cẩn thận tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Ất Mão với tuổi Thìn. Hợp tác vô cùng tốt, người tuổi Ất Mão chịu trách nhiệm thực hiện, còn người tuổi Thìn sẽ là người đưa ra quyết định cũng như đảm nhận vai trò người đưa ra ý tưởng. Tuổi Ất Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Ất Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc, còn tuổi Ất Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Ất Mão với tuổi Mùi. Hợp tác thực sự thành công, người tuổi Ất Mão có khả năng khiến người tuổi Mùi tập trung công tác, mà người tuổi Ất Mão lại trí tuệ sâu sắc, có những cái nhìn đúng đắn, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, bởi vậy, sự nghiệp đi lên rất nhanh chóng. Tuổi Ất Mão với tuổi Thân. Tuổi Ất Mão nhút nhát, không thích những nơi tấp nập, đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của người tuổi Thân,
Bởi vậy, cặp đôi này muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Thân cần phải hết sức thận trọng lắng nghe ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Ất Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Ất Mão vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Ất Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Ất Mão với tuổi Tuất rất thích hợp để hợp tác. Người tuổi Ất Mão sẽ có cơ hội để phát huy trí thông minh, người tuổi Tuất lại rất trung thành và tận tâm. Bởi vậy, nếu hợp tác thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác khá tốt, người tuổi Hợi có tài vận tương đối tốt, mà người tuổi Ất Mão lại khá khôn khéo, nếu sát cánh bên nhau thì sẽ thành công rực rỡ. Quý khán giả thân mến, thành công, giàu có và hạnh phúc là đích đến của tất cả chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Muốn giàu phải chấp nhận mất đi bốn thứ này, càng giữ càng nghèo, ai biết sớm là phúc. Một là sức ỳ của bản thân. Ai cũng biết để đi đến thành công chúng ta phải kiên trì theo kế hoạch đặt ra. Một thời gian biểu hợp lý sẽ giúp chúng ta quản lý thời gian và công việc của mình. Tuy nhiên, kế hoạch thì có thể rất tỉ mỉ nhưng ít ai có thể kiên trì với nó, khiến cho kế hoạch đổ bể. Việc để cho mình sống thoải mái, tự do sẽ làm loãng dần tham vọng của mỗi người. Chỉ có thử thách, gian nan mới là một gáo nước lạnh dội cho đầu óc chúng ta trở nên tỉnh táo, sáng suốt để có thể đạt được những điều lớn lao hơn. Một khi đã đạt được thành công và sự giàu có rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra những giai đoạn thất bại đã trải qua đều là do chính bản thân. Bạn không vượt qua được sức ỳ của chính mình. Một khi đã vượt qua được điều này rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời tốt hơn và sẽ khám phá được nhiều hơn về khả năng của bản thân. Lúc này, thành công và sự giàu có mới có thể mở rộng cửa ra để đón chào bạn. Hai là tính nóng giận. Một người muốn thành công và trở nên giàu có, chắc chắn trước tiên anh ta phải mất đi tính nóng giận và sau đó học cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Cảm xúc thực tế chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu bạn không thể kiểm soát tốt được một phần đó thì thật khó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình. Người xưa nói rằng, kẻ mạnh chính là người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Những người thực sự mạnh mẽ thường sẽ từ bỏ cảm xúc của bản thân. Họ biết cách nhẫn nhịn và không hề dễ nổi nóng. Nhẫn chính là để tích lũy sức mạnh, củng cố được bản thân, lấy đà để phát triển. Ba là tính phụ thuộc. Ở đời này, chỉ khi đi trên đôi chân của chính mình mới có cảm giác vững chắc. Chỉ cần học cách tự lập và dựa vào chính mình thì mới có thể làm giàu bền vững được. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm, tận dụng sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng không nên phụ thuộc vào họ. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ tự tạo ra được tài sản cho riêng mình. Bạn phải biết rằng, kẻ mạnh thực sự họ luôn luôn độc lập, mạnh mẽ và can đảm trên con đường làm giàu. Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể chạm tay tới thành công. Bốn là thói quen hay than vãn. Cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng cả, nhưng mỗi người lại có cách hành xử khác nhau khi đối mặt với những khó khăn. Có người chọn cách than thở, nhưng có người lại tiếp nhận nó với sự lạc quan, tích cực. Việc than phiền sẽ không chỉ khiến bạn mất đi năng lượng mà còn khiến bạn mất phương hướng trong suy nghĩ cũng như hành động. Vì vậy, muốn thành công được thì hãy dừng sự phàn nàn lại. Khi bạn bớt phàn nàn và sẵn sàng chấp nhận đối mặt với những rắc rối một cách tích cực, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn và sự giàu có cũng sẽ chờ đón bạn phía trước. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.